chưa bắt đầu học gì là học sinh của tôi đã kêu là đưa trái bơ cho họ. Sao lại như vậy? Tại sao vậy? Mới viết được mấy chữ cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chữ cái rồi. Mới mà vậy là chưa đọc luôn nha mọi người, chỉ có viết 6 chữ cái thôi. Ông ấy ông mệt quá, đưa cho anh trái bơ đi. Có thật mới vượt được đạo. Bây giờ tôi sẽ không chờ. Bây giờ đó, anh viết chữ 6 chữ cái thì khoảng chừng hả 15 giây là anh viết chữ xong. Bây giờ ăn là sẽ nó mất thời gian khủng khiếp luôn. Tại sao anh cứ chơi trò vậy anh Xịn? Anh tuyệt vời. Anh nói đi. Có gì trên đời này ăn vô là tự biết chữ luôn nha. Trời ơi má ơi, không tin luôn á, thiệt á. Tại sao vậy? Tại sao lười học dữ vậy? Tại sao vậy? Nói chung là chữ nó biết ăn chứ anh không biết nó. Ăn lẹ xong rồi học nha, nhớ nha. Chồng ơi, ăn rồi thì học luôn đi. Anh hỏi chi cái cách quay phim sao là tại sao vậy? Cái gì cũng quay hết á. Tôi quay hết, tôi phải có cái chứng cớ. Mệt quá. Anh sẽ đang tính làm cái chương trình gì đó tự làm á, nhưng mà anh còn phải hỏi Harry ơi, cái đó phải quay như nào, phải làm dùng cách nào ta? À, nhà em là người đàn ông mà. Mà gì nè, buồn cười á, kêu học đi thì không chịu học, cứ kiếm cớ nói chuyện cái gì đó để ổng không có tập trung vào học. Tại sao vậy? Vì cuộc sống tốt hơn thôi. Tốt hơn cái gì? Em không hiểu anh đâu. Tôi đi ra chút xíu tôi quay lại thôi. Là coi cái clip gì nữa. Sao vậy? Vô. Sao cứ cuộc đời anh vô tình hoài vậy anh? Bạn nhắn tin vô tình thấy vui coi thử. Hồi nay tôi nói gì anh nói đi. Dạ. Hồi nay tôi nói gì với anh? Nói gì quên rồi. Tôi nói là nếu tôi lỡ thấy anh cầm điện thoại chơi thì tôi sẽ làm gì? Em sẽ hôn anh cái. Nói đi, nói đi. Đi, hôn nhau đi. Nè, 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 nè. Anh phải làm gương cho mọi người xem clip này chứ. Bao nhiêu con nít sẽ xem clip này? Thôi đừng có, đào tỏ buồn lắm. Mà anh không chịu học giờ, học hành. Mà là cứ cầm điện thoại chơi chơi. Cha mẹ đừng cho các cháu coi. Anh hiểu không? Ừ, cha mẹ đừng cho clip này ghi đi trên 18 cộng 18 mới được coi. Học đi. Sao nãy giờ không chịu học? Nãy giờ coi cái clip gì? Cách ta phát âm. Cách phát âm. Cách phát âm. Ủa, hồi nãy đâu có thấy là phát âm đâu. Thì nghe thấy ẩm thực mà. Kìa, vô tình cái clip phát âm nó chuyển qua clip ẩm thực. Chị. Nghĩ sao tự nhiên tới lúc học cái mắt buồn ngủ tùm xít. Kỳ. Cái tình hình này là chỉ có mấy đứa học sinh mới có chứ. Anh già rồi, anh không được như vậy. Anh cũng học sinh viên già nè. Anh ơi, anh ba mấy tuổi rồi thì anh phải học làm sao cho anh học nghiêm túc chứ không thể nào mà vậy được. Tôi thấy anh mà. Anh thì ba mấy tuổi, em gần 40 rồi nên cũng. Anh đọc chữ cái đi, anh đọc chữ cái thử đi. Rồi đọc thử đi. Được rồi. Không, không thử. Thôi. Thử. Đừng. Đừng xạo sự. Cái mặt này là cực kỳ xạo, ăn gian khủng khiếp nè. Sao anh nói là nãy giờ anh học rồi thì anh đọc đi. Bữa khác. Không, hôm nay là cái ngày đầu tiên Trấn Thành tự học của mọi người. Bây giờ Trấn Thành sẽ đọc cái chữ cái cho người ta xem, người ta nghe. Anh đọc thử coi. Ừ đó, nó đó. Tôi sẽ để ý anh từng cái luôn, từng phút, từng giờ là tôi sẽ qua đây, tôi sẽ coi là anh có học không nha. Không học là anh không thể nào mà đọc, xem phim bộ nha. Bây giờ nếu mà anh em qua đây mà anh không chịu học là em sẽ tịch thu cái điện thoại của anh. Sống sức khỏe. Thôi anh cách ly, ráng học đi anh Xịn. Ráng học anh nói tiếng Hàn Quốc chung với em đi nha. Thương.
OK, 어 알았어. 열심히 해, 화이팅. 싫어. 화이팅. 완전 싫어. 열심히 공부해. 완전 마음이 안 들어. 그래도 해야 돼. 아, 적당히해, 적당히해. 여보, 빠이빠이 멍냐리.